Mình biết hai nhá. Hiện tại là Kama 173 tiếp tục đến với Phúc Thọ và đang làm sạc cỏ ở khu vườn. Hôm nay là hơi mưa. Cỏ này là lồng mới nhá, lồng mới về chuyên làm cho máy dầu, nó khá là ổn định, chạy số 2 luôn. Đất ướt lắm. Đất hơi ướt. Đất ướt nó dính. Tăng ga lên. Đi xuống ạ. Đi xuống. Ấn nó xuống. Ấn nó xuống. Ấn nó xuống. Ấn ngay rồi. Ấn ngay rồi. Ấn vào sâu rồi. Đấy đúng rồi, có hai cho khỏe. Tăng ga lên. Tăng ga đã. Rồi nhả côn ra.